Trong những ngày qua, trên nhiều trang mạng xã hội đăng tải thông tin nhà dân chủ Phạm Đoan Trang bị bệnh viêm khớp là do công an gây ra. Bên cạnh còn xuất hiện thông tin Đoan Trang bị viêm khớp do bệnh lậu. Thực hư câu chuyện như thế nào? Kính mời quý khán giả cùng tin đối chứng kiểm chứng thông tin trên. Vào ngày 8 tháng 10 năm 2019, Facebook Ngọc Anh Roland kêu gọi các cựu học sinh trường Hà Nội, Amsterdam, đang tham gia vào các phong trào chống cộng ở Mỹ quyên góp 150 triệu Việt Nam đồng để giúp Phạm Đoan Trang, người từng học trường này, chữa bệnh viêm khớp. Nhân đó, cùng ngày 8 tháng 10, Đoan Trang mô tả bệnh tình của mình và lý do khiến mình bị bệnh như sau. Về tình hình sức khỏe, tôi bị đau nhức hai đầu gối từ tháng 4 năm 2015 và hai bàn tay từ giữa năm 2018 đến nay, ở cả cổ tay lẫn ngón tay. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, đó là viêm hoạt mạc hai gối và viêm bao gân hai tay, là kết quả của các chấn thương do những lực tác động rất mạnh. Tôi cũng có dấu hiệu bị chấn thương ở đốt sống, dẫn đến tủy bị chèn ép và ảnh hưởng cả đến hai chân, hai tay. Vì không có bằng chứng trực tiếp, tôi không muốn khẳng định những chấn thương ấy là do công an gây ra. Mặc dù sự thực là trong những năm qua, tôi chỉ có va chạm với họ chứ không có hoạt động nào khác để mà phát sinh những lực tác động rất mạnh. Họ có thể yên tâm là tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi truy cứu trách nhiệm gì ở họ, vì không có bằng chứng và vì tôi cũng chẳng thù ghét họ hay hận đời, bi quan, đau khổ vì chuyện này. Trước đó, khi Trịnh Hữu Long thông báo Đoan Trang tạm nghỉ để điều trị vào hôm 24 tháng 9, Long cũng nói rằng hiện không rõ Đoan Trang viêm khớp do bị chấn thương, do bị công an đánh, hay do điều kiện sinh hoạt. Nhìn lại, có thể thấy chuyện Đoan Trang đau chân do bị công an đánh chỉ là tin đồn lưu truyền trong phong trào dân chủ. Bản thân Trang hành xử lấp lửng, chưa từng chính thức khẳng định điều này. Như vậy, chúng ta phải tra lại nguồn gốc của tin đồn vừa nêu, để xem nó có hay không phản ánh sự thật. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết tin đồn này xuất phát từ Lâm Mạnh Di. Ngày 18 tháng 9 năm 2015, Di đưa tin rằng Trang đau chân do bị đánh trong cuộc biểu tình hôm 26 tháng 4, và trong dịp đi đón ông Nguyễn Quang A hôm 2 tháng 9 năm đó. Ngày 2 tháng 10 năm 2015, Nguyễn Thúy Hạnh cung cấp thêm thông tin về bệnh tình của Trang. Theo đó, Trang đau cả hai chân, một là do bị đạp vào một chân trong cuộc biểu tình hôm 26 tháng 4, dẫn đến viêm bao hoạt dịch khớp gối, và hai là do chân còn lại phải chịu sức nặng của cả cơ thể nên bị ảnh hưởng. Hai bài viết của Di và Hạnh đều nhằm mục đích quyên tiền hỗ trợ Phạm Đoan Trang. Tuy nhiên, trong bài viết tường thuật cuộc biểu tình ngày 26 tháng 4, Đoan Trang nói công an không đánh người biểu tình, và cô không bị thương tích. Như vậy, tin đồn rằng Đoan Trang đau chân do bị công an đánh có thể không chính xác. Trong khi đó, khi công kích an ninh vào ngày 31 tháng 7 năm 2017, Trang vô tình tiết lộ một giả thuyết khác, rằng cô bị đau chân do bệnh lây qua đường tình dục. Bài viết trên cũng cung cấp một sự thật, rằng Trang phải dùng thuốc chữa bệnh phụ khoa vào năm 2009. Giả thuyết mà Đoan Trang tiết lộ vào năm 2017 có vẻ phù hợp với bệnh tình của cô trong năm 2019, bởi bệnh lậu mãn tính thường gây viêm khớp gối, khớp cổ tay, viêm bao hoạt dịch gân. Ngoài ra, bệnh lậu cũng có thể gây viêm niêm mạc tủy sống. Trong khi đó, nếu không có tác động của bệnh tật, rất khó giải thích vì sao Trang bị viêm hoạt mạc khớp hai gối và viêm bao gân hai tay, tổn thương tủy, trong khi cô chỉ bị đánh vào một chân hôm 26 tháng 4 năm 2015, và đánh vào đầu hôm 15 tháng 8 năm 2018. Vì không có bằng chứng trực tiếp, chúng tôi không muốn khẳng định rằng các thương tật của Đoan Trang là do bệnh lậu, thay vì do công an. Hy vọng Đoan Trang sớm công bố bệnh án của mình, để dư luận biết sự thật đầy đủ thay vì cứ nhập nhèm, lập lờ để mở cả chục cuộc quyên tiền hỗ trợ mình hết mổ khớp lại đến chữa bệnh, lại than thở vì bệnh nên không thể đấu tranh dân chủ được thế này. Cũng có thể, tình trạng hiểm nghèo này của cô là cái cớ để phong trào dân chủ có trách nhiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh tin đối chứng. Nhớ like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất.